Chào mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Xin chào tất cả các bạn. Như đã giới thiệu trong video hôm trước, hôm nay siêu thị Hải Minh xin gửi đến quý vị và các bạn máy thái thịt sống và chín Yamafuji HD80. Xin mời các bạn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm với chúng tôi ngay sau đây. Máy thái thịt Yamafuji HD80 có thể thái được cả thịt sống và thịt chín. Máy hoạt động với công suất khỏe, tiết kiệm thời gian và công sức. Hơn nữa, máy này có giá thành phải chăng, được rất nhiều khách hàng sử dụng. Máy thái thịt Yamafuji HD80 được thiết kế rất chắc chắn và phần thân máy được thiết kế bằng inox dày. Nắp máy được dập khung, dễ dàng tháo nắp. Máy khá nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích không gian bếp, lại không quá nặng, dễ dàng di chuyển đến nơi sử dụng thích hợp. Điều đặc biệt là máy khi hoạt động lại không hề gây tiếng ồn khó chịu cho bạn. Cấu tạo của một máy thái thịt này bao gồm 3 phần: phần khung, phần lưỡi dao và động cơ. Máy gồm nhiều lưỡi dao tròn mỏng 1mm. Lưỡi dao là phía ngoài cùng, sắc bén. Các lưỡi dao tròn được xếp với nhau. Lưỡi dao được làm từ thép tươi cứng và sắc, với thiết kế các rãnh nhỏ bên cạnh lưỡi dao giúp cuộn thịt tốt hơn. Phần lưỡi dao được tách biệt với motor, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Đây là một trong những dòng máy thái khỏe, năng suất cao, dùng bền nên là sản phẩm được khách hàng quan tâm và sử dụng nhiều nhất trong số các dòng máy thái thịt. Máy có thiết kế đẹp mắt, trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển, là dòng máy cắt thịt giá rẻ phù hợp với tất cả mọi người. Máy thái thịt sống và thịt chín Yamafuji HD80 có nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Sau đây chúng tôi sẽ vận hành cho các bạn thấy. Bước đầu tiên đơn giản, chỉ cần bấm nút và cho thịt cần thái vào được chạy qua lưỡi dao quay tròn theo trục, thịt sẽ được thái ra ngay cạnh của lưỡi dao. Để sở hữu chiếc máy thái thịt tiện ích và dễ sử dụng này, hãy liên hệ với siêu thị Hải Minh theo số hotline tại Hà Nội 024-3221-6365, tại Hồ Chí Minh 028-3510-2786, tại Hải Phòng 0225-3528-299 để được hỗ trợ tư vấn và mua hàng với giá tốt nhất.